Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau sự việc tàu cá QNG-66074 bị đập phá trở về hôm 15 tháng 8, thì vào ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn lại tiếp tục nhận được thông tin một tàu cá khác cũng đã bị tàu Trung Quốc tấn công khi tàu này đang đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa. Nghiêm trọng hơn, ngoài việc phá hoại tàu và lấy đi các ngư cụ thì lần này, ngư dân còn bị phía tàu của Trung Quốc tấn công bằng hung khí. Tàu cá bị Trung Quốc rượt đuổi và hành hung mang biển hiệu QNG-90697 của ngư dân Lê Khởi cùng 13 ngư dân ở thôn Tây, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn. Theo ngư dân này kể lại, thì vào khoảng 8 giờ sáng ngày 15 tháng 8, khi đang đánh cá tại tọa độ 16,59 vĩ độ Bắc, 112,17 kinh độ Đông, cách đảo Phú Lâm khoảng 1 hải lý, thì bất ngờ bị tàu Trung Quốc số hiệu 46101 rượt đuổi. Tàu Trung Quốc đã thả hai xuồng máy số hiệu 2007 cùng 17 người tiếp cận và khống chế tàu cá của ông Khởi. Ngoài việc lấy đi toàn bộ máy móc, thiết bị nghề cá, gồm một máy định vị, hai máy ICOM, hai máy giỏ cá, 4 tấn cá ngừ cùng 3.000 lít dầu, ước tính thiệt hại khoảng 700 triệu đồng, thì ông Khởi cùng 13 người khác đã bị dồn lên mũi tàu đe dọa. Riêng ông Khởi bị đánh vào mặt và người bằng dùi cui. Phải đến 14 giờ cùng ngày, trên đường chạy về đất liền, tàu của ông Khởi gặp tàu cá của ngư dân Đà Nẵng số hiệu DN90159 nên nhờ liên lạc báo tin về. Hiện Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, đồn biên phòng và các cơ quan chức năng huyện đảo Lý Sơn đang tiến hành thu thập thông tin về vụ việc này.